Làm nghề thiết kế đồ họa, tôi rất thích được tự tay đi chọn đồ đạc cho căn hộ của mình. Kế hoạch của tôi lần này rất rõ ràng, mua một bộ salon cho phòng khách của gia đình. Nhưng con số 10 triệu một bộ salon hàng hiệu lại làm tôi ái ngại, nhất là khi tôi mới ra trường được hơn 3 năm. Tiết kiệm tối đa mà vẫn đạt hiệu quả. Khẩu hiệu tưởng chừng như bất khả thi đó luôn được tôi đặt lên hàng đầu. Thay vì đến các cửa hàng bán đồ mới, tôi tìm đến một cái chợ đặc biệt, nơi chuyên bán đồ tái chế. Nhìn những hình ảnh như thế này, chẳng ai nghĩ đó là một cái chợ. Cảm nhận đầu tiên tôi có được, trông nó thật giống một cái nhà kho lộn xộn. Nhưng thực sự, nó là một cái chợ có tên và website hẳn hoi. Chịu khó đi sâu vào trong khu chợ này, tôi có thể tìm được nhiều thứ khác nhau, từ bát đĩa, nồi niêu xoong chảo, tới đồ gỗ và cả đồ cổ hẳn hoi. Những đồ nhìn như mới này được để lẫn lộn bên cạnh những đồ cũ, đồ hư hỏng, những thứ mà các văn phòng, các gia đình khi chuyển nhà hoặc các nhà hàng thanh lý muốn đẩy ra khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt. Tập trung ở đây, những thứ đồ đó đang được xếp hàng để chờ được tái chế, được sống một cuộc sống mới. Đây là những bộ bàn ghế được tái chế từ những đống đồ phế thải kia. Vì là đồ phế thải nên giá của nó chỉ bằng 30-50% giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đây có phải là ghế mới không ạ? Không phải đâu. Đây nó là hàng cũ mình mua về, mình bọc lại da. Đấy. Nhưng mà nếu bình thường mọi người nhìn thấy là đều là hàng mới cả. Không nhìn thấy được, tại vì da là da mới mà. Đấy, nên da như giá thành nó lại rất là hạ, nó chỉ bằng 50% giá mới thôi. Đây là một chiếc bể cá làm bằng kính 10 ly. Chuyên dùng cho các nhà hàng, khách sạn. Một chiếc bể cá như thế này giá ngoài thị trường khoảng 1.500.000 đồng. Còn ở đây giá của nó là 500.000 đồng. Đây là nơi làm ra những chiếc bể cá có giá rẻ như vậy. Một xưởng làm việc rộng gần 1.000 m2 với 50 công nhân làm việc thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như cơ khí, điện, điện lạnh. Nguyên liệu làm ra chúng là kính phế thải của các khu văn phòng cũ được ông chủ cửa hàng mua lại với giá thanh lý gần như là cho không. Khung nhôm và sắt định hình cũng được tái sử dụng từ đồ vật cũ bỏ đi. Có lẽ chỉ có công sức của người công nhân ở đây là mới 100%. Một bài toán mang lại hiệu quả kinh tế từ đức tính tiết kiệm và cần cù. Ông Nguyễn Văn Thưởng, ông chủ của cửa hàng này, cũng kiêm luôn là chủ của xưởng sản xuất đồ tái chế được bán tại đây. Chẳng giống bất cứ một người bán hàng nào, ông luôn miệng giới thiệu với khách hàng rằng hàng ở đây toàn là hàng tái chế. Giá nó rẻ bởi nó là hàng tái chế, có lẽ ông tự hào về điều này. Thuê một khu đất rộng tới cả ngàn mét vuông chỉ để tập kết đồ cũ, đồ phế thải rồi tái chế để bán với giá rẻ cho người tiêu dùng. Không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, ông chủ của cái chợ chuyên bán đồ cũ này cũng có một ước mơ thật chẳng giống ai. Đầu tiên là mình chuyển nhà chọn gói chuyên nghiệp. Thế sau mình mới thấy những cái sản phẩm này của nhiều nhà họ bỏ đi. Đấy, họ không biết vứt đi đâu. Thế mình chuyển về. Thế sau mình mới nghĩ là cái việc này mà nhiều người đang rất cần. Thế mình mới nghĩ là bây giờ cái nhu cầu thực tế như thế mà tại sao không có người làm. Cái mảnh kính này thì thực sự rằng là nếu vứt ra ngoài môi trường là ảnh hưởng rất lớn về môi trường. Mà cái này thì nó không tan và không tiêu đi được. Thế nhưng mình về thu gom số lượng, thu gom dần nó thành một số lượng lớn, mình chuyển về nhà máy. Thì nhà máy lại có thể là tái chế được, vẫn ra cái sản phẩm. Đấy, rất hữu ích. Những nhóm công nhân chuyên nghiệp dần hình thành với thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Đã có những thợ làm nghề tìm đến xưởng tái chế. Tư tưởng mình làm với chú Thường thì thoải mái. Đâm ra là lúc làm mình kiên trì gắn bó ở đây. Một cái chợ giúp tiết kiệm cho người sử dụng từ 50-70% chi phí mua sắm. Giải quyết công ăn việc làm cho 50 người, giảm thải tối đa lượng rác thải ra môi trường và góp phần khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm. Quả là một công đôi ba việc. Còn với tôi, điều mừng nhất là tôi đã có được giải pháp cho bài toán tiết kiệm chi phí của mình.